Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Read in Australia. And so today we go outside for washing laundry to slow because washing machine at home have problem with so we can use. So that reason we go outside and washing slow outside. And it in the shop in Australia. So have a look what's in here. Thì hôm nay là mình với bạn mình sẽ đem quần áo đi ra ra bên ngoài giặt nè các bạn. Thì đây là một cái tiệm giặt quần áo ở bên Úc ha. Thì vô cái tiệm này mình khá là bất ngờ các bạn, không có nhân viên nào ở đây hết ha. Đó. Okay. And this one right? Yeah, what? Maybe here. Trước khi mình đi giặt á thì mình sẽ tìm trên cái Google Maps các bạn là cái tiệm giặt ha, cái tiệm giặt đồ gần cái khu vực mình á, thì hiện ra rất là nhiều chỗ, thì mình sẽ chọn một chỗ mà nó thuận tiện để mình tới đó để mình giặt đồ ha. Thì nó có sẽ thời gian đóng cửa mở cửa gì đó ha. Đó, và mình rất là bất ngờ khi vô đây mình chẳng thấy ai hết các bạn. Đó, đây cái tiệm này nhìn khá là đẹp ha. Đó, thì cái bên tay trái mình đang giặt á, đây là một cái dãy máy để giặt, còn cái dãy khác đó là để sấy các bạn ha. Đó, thì ở đây là mọi thứ là tự động hết đó. Đó, mà cái nguyên cái dàn máy thì mình thấy rất là còn mới, rất là nhìn rất là tốt các bạn ha. Thì đây mình sẽ đem đồ của mình theo, tức là người ta sẽ không có dụng cụ để cho mình đâu các bạn. Thì mình sẽ đem đồ của mình, là mình sẽ xách bịch hay là một cái rổ gì đó mình đựng đồ của mình ha. Đó, sau đó mình sẽ kèm theo xà bông giặt đồ, rồi nước xả vải, xả đồ gì đó. Đó, mình sẽ đem theo. Rồi tới đây là sẽ có hướng dẫn sử dụng này kia ha. Đó, người ta sẽ hướng dẫn sử dụng như không. Rồi các bạn đó, để đồ vô, bỏ bột giặt vô, sau đó thì thanh toán bằng thẻ nha các bạn, không có thanh toán bằng tiền mặt ha. Đây là cái thẻ đó. Đó, sau khi mình thanh toán xong á, rồi bắt đầu mình mới được giặt nha các bạn. Đó, thì ở đây không có ai quản lý hết các bạn, thì người ta sẽ theo dõi bằng camera ha. Đó, các bạn thấy ở trên cái trần nhà không, hai trần nhà có hai cái cục màu đen đen không đó, camera ở đó ha. Đó, thì đây là người ta gọi là cái tiệm giặt tự phục vụ, tức là mình sẽ tự phục vụ rồi sẽ không có nhân viên ở đây ha. Đó, thì thường những cái tiệm này các bạn nó sẽ đặt ở cái trung tâm mua sắm ha. Thì chỗ này cũng là một cái trung tâm mua sắm. Đó, thì trong trung tâm mua sắm nó sẽ có rất nhiều tiệm khác nhau, tiệm giặt quần áo, tiệm hút tóc, tiệm ăn đó đó ha. Đó, xung quanh ở bên ngoài. Còn mình vô trong cái vô bên trong nữa thì nó sẽ là có siêu thị này kia ha. Ở đây là cái bãi đậu xe nè, đó. Các bạn thấy toàn là xe hơi không không? Đó, ở đây người ta sử dụng xe hơi là chủ yếu ha. Rất ít xe gắn máy ha. Đó, các bạn nhìn thấy là không có thấy xe gắn máy nào hết. Đó. Rồi sau khi giặt là mình phải đợi đúng không? Giặt là khoảng bao nhiêu phút đó? Đó. Rồi mình với bạn mình sẽ đi vô ngay chỗ cái trung tâm mua sắm này, trong đó có cái quán cà phê, thì mình vô trong ngồi uống cà phê, hoặc là ai muốn đi mua sắm gì đó thì đi. Thì tại sao thì người ta sẽ mở một cái tiệm giặt các bạn, thì khách hàng là ai ha? Thì thường ở bên Úc thì nhà nào cũng sẽ có cái máy giặt hết các bạn, máy giặt, máy sấy đồ, đa số luôn nhà nào cũng có ha. Đó, thì trường hợp như của mình với bạn mình thì cái máy giặt ở nhà nó rất là cũ rồi, bắt đầu nó bị hư đó. Rồi sau khi coi rồi bạn mình sẽ đặt mấy cái đề cái đồ để thay thế trong máy giặt á, thì nói chung là mình cũng không hiểu lắm là cái gì, nhưng mà phải mất 2-3 ngày ha. Nên là đó, đồ thì nó dơ thì phải đi giặt ha. Đó, đây là chính là lý do là mình với bạn mình đến đây để giặt. Và cái thứ hai nữa các bạn, ở bên này á rất là nhiều người nhập cư tới ha, người ta đi làm, rồi nói chung là rất là nhiều đó, rất là nhiều nước khác nhau.
rồi nhiều nhiều người mà dẫn người ta dẫn là không có tiền để thuê nhà các bạn, thì người ta sẽ sống ở trong cái xe hơi của người ta luôn, tức là người ta sẽ ngủ ở trong xe hơi luôn ha. Thì những cái đồ đạc của người ta, quần áo rồi đó, người ta sẽ không có chỗ đi giặt đồ, thì ở đây người ta sẽ tới chỗ này để giặt ha. Because you homeless people don't have laundry at home. Sinh viên hay này kia đó. Hoặc là nói chung là cũng là những cái người đi làm, nhưng mà người ta cũng có thuê nhà, nhưng mà trong cái tùy theo cái thuê nhà các bạn có nhiều chỗ thì người ta sẽ có máy giặt đồ luôn. Nói chung là cái tùy cái trường hợp mà tùy theo cái giá thuê các bạn. Ví dụ người ta cho thuê rẻ thì cái trong phòng á có cái nhà không? Rồi có những cái thiết bị, yeah, rồi nói chung là nó sẽ nhiều khi nó cũng sẽ không có đầy đủ ha, không có máy giặt này kia ha, rồi mền gối đồ, nói chung là mình phải mua giường, mình phải mua ha. Clean, you know, they do so much work. Yeah. Good job, you. Yeah, $6. Expensive, right? Okay. Where's some meeting? Maybe when you can open this one. That's good. I think you can open it. Wait. Đó, cho nên là từ đó người ta sẽ mở những cái tiệm để giặt quần áo như thế này ha, để mà Try. Những cái người mà những người ta không có máy giặt á thì người ta sẽ đến đây giặt đó. Thì ví dụ mình ở nhà có chỗ phơi á thì mình sẽ giặt xong thì mình sẽ không nữa sẽ đem về mình phơi ha. Còn những người mà người ta không có chỗ phơi luôn, người ta để giặt xong rồi là người ta sẽ tiếp tục người ta bỏ qua một cái máy khác để sấy khô luôn ha, khỏi phải phơi. Thì cái chi phí để giặt một lần các bạn thì là $6 ha, $6 Úc thì nó tầm khoảng là 100.000 Việt Nam đồng đó. Okay. Thì mình thấy ở trong cái tiệm á nó rất là sạch sẽ các bạn, tức là cái nhân viên hoặc là cái chủ sở hữu á, người ta sẽ ví dụ là người ta mở cửa mấy giờ thì mấy giờ người ta tới, người ta mở cửa rồi người ta dọn dẹp này kia đó. Rồi bắt đầu mấy giờ người ta đóng cửa thì người ta tới, người ta đóng cửa thì sao đó. Thì nói chung là khi mình tới đây á, mình thấy là không có ai ở đây hết, chỉ có khách hàng người ta tới, người ta giặt đồ. Rồi ở bên trong thì nói chung là khá là sạch sẽ ha. Rồi cái này là giặt xong rồi các bạn, cho nên là bây giờ là đem ra để mà đem về ha. Please welcome. Thank you. Welcome. And I come back home. Thì đem where, bỏ vô xe. Where shopping? Oh, you come with me. Đem về. Okay. Đó. Good job, honey. Thì ở bên Úc các bạn, nói chung là những cái trung tâm mua sắm rất là nhiều. So ví dụ here, như right? là khoảng cách là khoảng 15 phút, 10 phút gì đó cách nhau thì bắt đầu là có một cái trung tâm mua sắm rồi các bạn, cho nên là cái việc mà mua sắm đồ ăn đồ uống ở đây á thì rất là dễ dàng ha, rất là tiện lợi á. Thì đồ ăn đồ rất nhiều thứ luôn á, rồi những cái mỹ phẩm, những cái thuốc men đồ, nói chung là khá là chất lượng các bạn. Thì đây là cái lý do mà tại sao mà mình thấy có rất nhiều người như là người ta bán hàng ở bên nước ngoài, như là bên Úc, Mỹ rồi đó, những cái nước châu Âu á đó, những hàng xách tay đem về ha. Đó thì ở đây người ta bán rất nhiều thứ các bạn, chỉ lo là không có tiền mua thôi chứ không sợ không có hàng ha. Đó còn ví dụ ở Việt Nam á thì những là nhiều khi mình tiền cũng không có các bạn đó. We're going to
office works. For the ring. To get the printer cartridges. Yep. And some paper. Okay. For the printer. And then tonight I'll be able to start doing my tax. Okay, that's a good job. When you go to bed. So that I'll be relaxing. Right? I'll be relaxing and you work. Yeah. Perfect, huh? Rồi sau khi giặt đồ xong thì bây giờ mình với bạn mình sẽ đi tới một cái nơi của một người bạn để lấy đồ. Thì đây là cái trên đường ở nước Úc này các bạn. Thì như những cái video trước mình đã chia sẻ là ở bên Úc người ta sẽ chạy bên lề tay trái nha các bạn ha. Đó. Rồi bên lề tay trái thì khi mà quẹo trái các bạn, quẹo trái nhưng mà không có tín hiệu đèn á, không có tín hiệu trên cái đoạn đường đó mà không có tín hiệu là đèn xanh đèn đỏ cho cái quẹo trái thì mình vẫn phải ngừng lại các bạn, ngừng lại tức là ghi quay, tức là mình phải nhường đường á. Thì bắt đầu mình sẽ dừng lại trước, mình sẽ xem ở bên tay phải cái hướng mà xe từ tay phải chạy tới á, có xe không. Nếu mà có xe là mình phải nhường cho người ta chạy trước, còn không có xe rồi bắt đầu mới chạy ha. Đó thì đó là trường hợp là khi mà mình quẹo trái nha. Còn khi mà mình quẹo phải các bạn, khi mà mình quẹo phải thì sẽ có tín hiệu đèn ha, có tín hiệu là đèn xanh đèn đỏ để mình quẹo bên tay phải. Còn quẹo trái thì đôi khi những con đường nó sẽ có tín hiệu, đôi khi nó sẽ không có tín hiệu ha. Thì có hay không gì á, quẹo trái là mình phải để ý. Rồi còn đây là cái lý do mà mình thấy tại sao giữa hai cái làn đường nó, người ta ở đây người ta sẽ trồng cây với lại có một cái khoảng đất rất là bự các bạn. Đây các bạn nhìn bên tay phải của mình ha, có mũi tên quẹo bên phải ha. Thì bình thường khi mà chưa tới cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư như thế này á thì con đường nó, cái đường này nó chỉ có hai làn đường thôi ha. Đó, khi mà quẹo phải bắt đầu người ta cắt bớt cái khu ở giữa những cái cây trồng á, đó người ta cắt bớt để người ta làm thêm một cái làn đường thứ ba để quẹo phải nè ha. Đó, hết khu quẹo phải các bạn nhìn phía trước là các bạn thấy là bắt đầu nó chỉ có hai làn đường trở lại ha. Rồi cái bên mà người ta trồng cây bên tay phải á, ở giữa hai cái làn đường á thì nó, cái đất nó sẽ rộng hơn ha. Đó, đây là bữa giờ mình không để ý các bạn, nhưng mà ý là mới qua mình cũng không có để ý đâu. Đó, xong rồi cứ chạy riết là mình mới để ý. Đó, các bạn thấy bên tay phải có mũi tên quẹo phải không? Đó, người ta sẽ cắt bớt cái mảnh đất đó để cho quẹo phải ha. Còn hai cái làn đường mà chạy thẳng thì người ta vẫn chạy thẳng các bạn ha. Đó. Thì ở cái đường ở bên Úc á, nói chung là nhìn chung thì mình thấy khá là dễ chạy nha, nếu mà mình đã biết nha. Còn nếu mà mình không biết thì nói chung là cái nơi nào cũng vậy, mỗi đất nước, mỗi vùng người ta sẽ có một cái quy định khác nhau ha. Đó, thì giao thông cũng vậy luôn. Thì mình thấy ở giao thông Úc các bạn thì có những cái chỉ dẫn đồ, nói chung là rất là rất là hữu ích để cho cái người chạy, người ta rất là dễ dàng để biết được ha. Đó, thì thường các bạn ví dụ cái lề bên tay trái đúng không, cái làn đường mà mình với bạn mình đang chạy á, trên cái đường này nó sẽ có hai làn đường. Mình không có nói cái làn đường đối diện đâu nha, không có nói cái làn đường người ta chạy ngược lại đâu nha. Đó, tức là cái đường mà mình với bạn mình cái hướng đang chạy á thì nó có hai cái làn đường đúng không. Cái làn đường bên tay trái là cái là chạy sau cái xe màu trắng á, đó là tay trái. Thì cái làn đường này sẽ ok, và cái này mình với bạn mình đang quẹo phải, quẹo trái này các bạn. Đó, ở đây là có tín hiệu đèn, có mũi tên màu xanh đúng không, đó là mình được quẹo ha. Còn nếu mà không có mũi tên màu xanh thì mình phải dừng lại ha, quan sát trước.
chứ không có xe thì mình chạy. Rồi ok, mình quay lại với cái việc mà mình trên cái làn đường này, nó sẽ có hai cái làn đường. Một bên tay phải, và bên tay trái là mình với bạn mình đang chạy theo cái làn đường bên tay trái. Còn một cái làn nữa là làn bên tay phải ha. Thì bạn mình nói cái làn đường bên tay phải là dành cho những cái người mà người ta chạy đúng tốc độ, hoặc là người ta muốn nhanh thì người ta sẽ chạy đúng tốc độ. Ví dụ con đường này người ta có một cái bảng ở bên vỉa hè, người ta để là tốc độ là 70, tức là tốc độ tối đa là 70 các bạn. Cái người nào gấp á, người ta muốn chạy nhanh á, người ta sẽ qua cái làn đường bên tay phải nè. Đó, bạn mình đang qua đường làn đường tay phải nè, để vượt lên cái xe ha. Ví dụ là mình muốn chạy là tốc độ 70 đó, chạy nhanh, thì mình sẽ chạy đường làn bên tay phải. Còn những cái xe người ta dễ muốn chạy chậm chậm, người ta không muốn gấp lắm á, người ta sẽ qua được làn đường bên tay trái người ta chạy các bạn. Người ta cũng có thể chạy 70 hoặc dưới 70 xíu ha. Còn cái xe nào mà muốn chạy nhanh á, người ta sẽ qua cái đường làn đường bên tay phải, nhưng vẫn phải tuân thủ tốc độ là 70 luôn ha. Đó, ví dụ là vậy. Đây đó, khi mà tới đèn xanh đèn đỏ ngã tư là các bạn thấy đó. Đó. Rồi các bạn để ý trên cái tín hiệu đèn giao thông ha. Các bạn ở bên Úc người ta sẽ không có hiển thị cái thời gian để hết cái đèn xanh hoặc hết đèn đỏ ha. Ví dụ là ở Việt Nam á, là ví dụ đèn xanh là khoảng chuyển, khi mà từ đèn xanh qua đèn đỏ thì người ta sẽ chuyển là khoảng thời gian là khoảng 30 giây, thì sẽ có một cái bảng nhảy số là 30 rồi 29 gì đó ha. Bên này nó không có nha các bạn. Bên này chỉ có đèn xanh với đèn đỏ, đèn vàng đó thôi. Đó, đèn đỏ thì ngừng lại, đợi tới khi nào thấy đèn xanh nhảy lên thì mình mới được chạy ha. Còn đây là trường hợp là rẽ bên phải nè các bạn. Tức là băng qua đường ha. Thì đó, người ta sẽ cắt một cái đường ở giữa hai cái đường đó để người ta làm một cái ngã rẽ. Với trường hợp là khi muốn rẽ qua đường mà dạng là không phải là ngã tư các bạn đó, thì mình sẽ chạy qua cái đường rẽ đó, rồi bắt đầu mình sẽ dừng xe mình đợi. Nếu mà bên tay trái hoặc cái xe đối diện nó có người ta đang chạy á, đang lưu thông á, thì mình phải nhường đường cho người ta ha. Đó, khi mà mình thấy hết xe mình mới được qua. Đó. Ok, và bây giờ thì tới cái chỗ một người bạn ha. Thì lấy cái đó bỏ lên cái chỗ này, lấy đồ về. Đó là cái kiện hàng mà ở bên bạn mình hôm bữa đi làm ở bên miền Bắc nước Úc là Darwin, làm xong nghỉ việc bên đó là gì đóng kiện gửi về bên này là gửi qua bên đây. Bây giờ lấy về. The straps. They're all good. Yeah. Bounced her off, mate. Listen, safety chain before. Yeah. Well, saved the day, but yeah, it was. Geez.